Tiền đạo xuất sắc nhất của Scotland là Harry Maguire. Một cổ động viên buông lời chế nhạo trung vệ người Anh sau pha đá phản lưới nhà và giúp Scotland có được bàn thắng danh dự trong trận thua 1-3 trước Tamworth sáng 13 tháng 9. Dù phải làm khách tại Glasgow, Scotland, nhưng đội tuyển Anh nhập cuộc tốt hơn và tạo ra thế trận hoàn toàn lấn lướt trước Scotland. Chỉ sau hơn nửa giờ bóng lăn, đoàn quân của ông Gareth Southgate đã sớm dẫn trước hai bàn với các pha lập công của Phil Foden, phút 25, Jude Bellingham, phút 35, và đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Scotland bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhưng người lập công lại là trung vệ Harry Maguire của Tamworth. Phút 67, từ cú căng ngang của đối phương, Maguire thực hiện pha cản phá thiếu an toàn khiến bóng đi thẳng vào lưới nhà trước sự bất lực của thủ thành Ramsdale. Đội tuyển Anh vẫn ghi được bàn thắng quan trọng ở phút 81 nhờ pha lập công của tiền đạo Harry Kane để kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1. Dù vậy, trung vệ Harry Maguire vẫn nhận phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ sau màn trình diễn đáng thất vọng trong màu áo tuyển Anh. Scotland không có cú sút trúng đích. Sức mạnh của họ là nhờ Harry Maguire, một cổ động viên nói. Harry Maguire có lẽ đã có nhiều cú sút vào khung thành đội tuyển Anh hơn cả Scotland, một người khác nói thêm. Trong khi đó, một cổ động viên khác bình luận, việc Harry Maguire đá phản lưới nhà là điều khó tránh khỏi,